Kính quý vị, và trước khi tham gia văn nghệ thì bà Rùi cũng xin thay mặt cho giám đốc nhà hàng tiệc cưới Bình Lường xin gửi đến tất cả quý vị vài phút quảng cáo. Và trong buổi tiệc chúng ta ngày hôm nay, năm mới Tết đến rồi, nhà chúng ta mà có chuẩn bị sắp đãi tiệc gì thì xin mời tất cả quý vị hãy giữ những cặp vị trí trên bàn để chúng ta được tư vấn và phục vụ cũng như là ưu đãi một cách tốt đẹp nhất. Và kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta có rất nhiều chương trình khuyến mãi. Nếu gia đình của chúng ta đặt từ 10 đến 15 bàn sẽ được tặng một ban nhạc. Và từ 16 đến 20 bàn thì chúng ta được tặng thêm sân khấu và MC như thế này. Và từ 21 bàn tới 30 bàn chúng ta lại được tặng thêm một chiếc bàn 4 số 9. Và từ 30 bàn trở lên thì chúng ta được bao trọn gói rất là nhiều chương trình bốc thăm trúng thưởng nè, khuyến mãi những nhu cầu mà gia đình muốn để cho nhóm nấu thực hiện. Và kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là rất vinh dự phục vụ toàn thể quý vị. Và ai có nhu cầu thì hãy đăng ký cũng như là liên hệ với bên dịch vụ để chúng ta được chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất ạ. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đến với vài phút quảng cáo của dịch vụ Bình Lường rất là nhiều. Chúc tất cả quý vị có một buổi tiệc thật là ngon miệng. Và sau đây chương trình tham gia văn nghệ cũng như giao lưu buổi tiệc ngày hôm nay xin mạo phép được bắt đầu. Liên tục chương trình giao lưu ca nhạc của buổi trưa ngày hôm nay, Nguyễn Thảo xin gửi tới tất cả quý vị ca khúc được mang tên Em Sẽ Đến Bên Anh. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Có chi anh kia ngại cô nói yêu nhau thế, vì sao không tiện hỡi anh? Đã yêu anh cho dù mưa nắng hay giông tố thì em một lòng vẫn thế. Hãy tin em, tin vào tiếng nói con tim nhé, để cuộc đời mình có nhau. Xa người từ ngỡ hờn để tìm em mê hoan mãi, mong chờ từng đêm dài lòng không vơi nhớ anh. Cho dù ngày mai này vì ai anh đã vương vấn, yêu người rồi đau buồn thì xin anh yêu luôn nhớ. Em sẽ đến bên anh, từng đêm dài lòng không vơi nhớ.